Thưa quý vị, để tranh giành khách, nhiều hãng xe đã không từ mọi thủ đoạn dằn mặt đối phương. Không ít những trường hợp tài xế bị hành hung, đánh đập trong lúc đang không lái xe. Đây là một thủ đoạn tinh vi vì nó sẽ chỉ được coi là một vụ gây rối trật tự xã hội, chứ không liên quan đến hoạt động bảo kê xe khách. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, VTC14 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Theo ông Thanh thì việc bảo kê xe khách chính là hoạt động của xã hội đen. Trước tiên xin cảm ơn ông những lời tham gia chương trình. Thưa ông là một người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực vận tải, vậy thì ông có thể chia sẻ một chút những cái câu chuyện cũng như những cái trường hợp mà ông được biết đến liên quan đến cái vấn đề bảo kê xe khách được không ạ? Cái trường hợp là lái xe của hãng lắp là bị đe dọa, và người ta đe dọa nó hành hung, nhưng mà hành hung lại khi mà không lái xe cả, nó lại nguy hại cái chỗ đó. Chính vì vậy mà lực lượng chức năng đi khi xử lý những cái vụ việc này cũng rất là khó. Đây là việc va chạm hoặc là đánh nhau gây mất trật tự ở ngoài xã hội thôi, chứ không phải là đối với khi đương vận hành lái xe. Nó tinh vi và nó nguy hiểm như thế. Thực tế thì đã có những cái vụ việc mà đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên thì lực lượng chức năng vẫn nói rằng là đây không phải là hoạt động xã hội đen mà chỉ là hoạt động các doanh nghiệp cạnh tranh và có yếu tố xã hội thôi. Vậy thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này? Đừng có vội vàng nói là thế này không phải là xã hội đen, nhưng rõ ràng những hành động đó là hành động của xã hội đen, của bọn lưu manh côn đồ, đúng không? Đã chui vào, đúng không? Các nhà xe để dùng những cái hành động côn đồ như thế để chấn áp những cái nhà xe làm ăn lương thiện, thì đấy là hành động của xã hội đen. Nếu lực lượng chức năng vẫn cứ bảo cái này không phải xã hội đen thì một chừng mực nào đó chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được cái hậu quả về cái việc bảo kê xe khách. Chính phủ đã có cái chỉ đạo là phải dẹp bỏ cái tình trạng bảo kê xe khách. Tuy nhiên thì có vẻ như chỉ được một thời gian thôi và sau đó lại tái phát. Vậy thì tại sao mà chúng ta không thể giải quyết triệt để được cái vấn nạn là bảo kê xe khách ạ? Cái nguyên nhân cốt lõi của nó tức là ta phát để cho phát triển cái lực lượng vận tải xe khách hết sức là vô lối, tăng cái đầu xe nhiều quá, tăng tần suất xe nhiều quá, vượt quá cái nhu cầu đi lại người dân. Đó. Cụ thể là cái tuyến đường Hà Nội Hải Phòng là vượt quá cái nhu cầu đi lại người dân, thì số lượng cung nhiều hơn cầu thì đương nhiên sẽ có cái việc tranh chấp hết sức quyết liệt giữa các nhà xe với nhau. Đó. Và người ta sẽ dùng mọi thủ đoạn, đó, kể cả những hành động như là xã hội đen nêu ra, đó, để mà giành giật được khách. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là ta quản lý cái đội xe, đội ngũ lái xe và cái đội ngũ những người nhân viên phục vụ trên xe, ta quản lý không tốt, ta đưa để tuyển chọn không cẩn thận, để những cái lái xe phẩm chất đạo đức không tốt, những nhân viên phục vụ là những cái phần tử xã hội, thậm chí là côn đồ đi vào những cái nhà xe như vậy, dùng những cái hành động như vậy, côn đồ như thế để mà hoạt động. Cái nguyên nhân thứ ba là chúng ta cái phối kết hợp giữa ngành giao thông vận tải và ngành công an là chưa tốt về cái việc phối hợp kết hợp để làm sao chấn áp và đưa những cái vụ việc này ra xử lý trước pháp luật đồng nghiêm, thì mà chừng mực của nó là tạo đường lúng túng.